Sự phai lờ thì em cứ cháy hàng đấy. Phai lờ là không còn hàng đâu, bởi vì nào. Rồi, ok, tình yêu. Size M đây, cho bạn ý size M con này này. Nào, còn con này em Thư còn size gì đấy? Còn size S, bạn nào lấy size S này. Con này em Thư còn một size S nhá. Nói nôm na này, cái đinh này của em Thư nó là đinh xịn, nó không phải đinh thường, không phải là cái hàng lởm đâu các bạn ạ. À, các bạn nói nôm na, kể cả các bạn có đi mua ở xưởng xưởng cắt cũng được. Ví dụ như các bạn đến Ninh Hiệp mua đồ cũng thế thôi. Các bạn không mua được cái quần này với giá 160.000 đâu. Bởi vì sao ạ? Như đấy là nói là so với hàng Ninh Hiệp rồi nhá. Và hiện giờ đây là hàng Quảng Châu xịn sò mà em Thư đang bán với giá ở đây này, chỉ có 160.000 cho các bạn thôi. Đây là em Thư còn sót trên kho thì bán giá đấy nhá. Còn không có là không có giá này đâu. Có size M nhá. Con này trời, còn vẫn size M, con xanh này còn size M nhiều phết nhỉ. Size M nhá. Hiện giờ em Thư con này vẫn còn size SM này. Con SM này. Còn cái con thần thánh này thì ai lấy con thần thánh này nốt không? Không lấy con thần thánh này nốt, em Thư này cất đi để em Thư mặc. Hiện giờ cái con này em Thư còn size SM nhá. Hiện giờ con này em Thư còn size SM đấy ạ. Hiện giờ con này em Thư còn size SM, ai lấy con này SM thì comment cho em Thư SM. Ok chưa nào? SM cho em Thư ngay, khẩn trương cho em Thư nhá. Bởi vì em Thư chỉ bán trên cái livestream thôi, còn ngoài ra ngoài livestream em Thư sẽ không bán quần này đâu ạ. Ngoài livestream em Thư sẽ không bán quần này, chị cho em nốt mấy quần đắt tiền này đây. Đây 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 đây. Bạn nào mặc size S thì chấm nào. Cái con này thì bạn nào mặc size S thì chấm cho em Thư nào. Bạn nào mặc size S thì chấm cho em Thư. L